Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web olm.vn. Ở bài giảng hôm trước, chúng ta đã được làm quen với phép cộng có nhớ dạng 29 cộng với 5, nghĩa là lấy số có 2 chữ số cộng với số có 1 chữ số. Trong bài giảng ngày hôm nay, cô sẽ cùng các con tìm hiểu về phép cộng có nhớ dạng 49 cộng với 25, nghĩa là lấy 2 số có 2 chữ số cộng với nhau. Để kiểm tra bài cũ, các con hãy cùng làm một số phép tính dưới đây. Chúc mừng các con, bây giờ hãy quan sát lên màn hình. Ở đây cô có 49 que tính, sau đó cô lấy thêm 25 que tính nữa. Hỏi tổng cộng cô sẽ có tất cả là bao nhiêu que tính ở trên màn hình. Để biết trên này có bao nhiêu que tính thì chúng ta sẽ ghép như sau. Ở phía trên này có 9 que tính, như vậy cô sẽ chỉ cần ghép thêm 1 que tính ở phía dưới này thì sẽ được 10 que và chúng ta sẽ bó lại thành một trục như thế này. Nhìn vào đây chúng ta thấy rằng trên màn hình có 7 trục que tính và 4 que tính rời, nghĩa là chúng ta có 74 que tính. Như vậy các con sẽ có phép tính là 49 cộng với 25 sẽ bằng 74. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đặt tính rồi tính phép tính này? Các con hãy cùng quan sát các thao tác mà cô làm phía dưới đây. Trước hết, chúng ta sẽ viết số hạng đầu tiên là 49. Sau đó, các con viết số hạng 25. Chú ý rằng chữ số 5 ở hàng đơn vị sẽ phải thẳng cột với chữ số 9 ở hàng đơn vị phía trên. Chữ số 2 ở hàng chục thì thẳng cột với chữ số 4 ở hàng chục. Sau đó các con sẽ viết dấu cộng và dấu gạch ngang, rồi thực hiện phép cộng lần lượt từ phải qua trái. 9 cộng 5 bằng 14, ta viết 4, nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, ta viết 7. Như vậy kết quả của phép tính này sẽ là 74. Đó là các thao tác để các con thực hiện đặt tính rồi tính phép cộng có nhớ dạng như thế này. Các con hãy quan sát thật kỹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập. Bài tập đầu tiên, các con hãy tính. Cô có phép tính là 59 cộng với 37. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự. Trước hết, cô sẽ cộng 9 với 7 sẽ bằng 16. Ta viết 6 nhớ 1. Chú ý rằng chữ số 6 này cũng phải thẳng cột với chữ số 9 và chữ số 7. 5 cộng 3 bằng 8, ta thêm 1 sẽ bằng 9, như vậy kết quả là 96. Các con hãy cùng thực hiện một số phép tính dưới đây. Chúc mừng các con, bây giờ chúng ta chuyển qua bài tập thứ 2. Hãy điền số vào bảng. Ở trong bảng này, cô có hai hàng đầu tiên là các số hạng và hàng cuối cùng là tổng. Chúng ta sẽ phải cộng các số hạng để tìm được tổng. 39 cộng với 12. 9 cộng 2 bằng 11, ta viết 1, nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 sẽ bằng 5, như vậy kết quả sẽ là 51. Tương tự như vậy, các con hãy tính cho cô hai tổng phía dưới này. Đúng rồi, chúng ta sẽ có kết quả ở đây là 93 và ở đây là 98. Cô nhắc lại là muốn tìm tổng, chúng ta sẽ lấy các số hạng cộng vào với nhau. Rất đơn giản đúng không nào? Các con đã có thể thực hiện được các phép cộng có nhớ rồi. Vậy là ở bài giảng ngày hôm nay, cô đã cùng các con đi thực hiện các phép tính cộng có nhớ dạng 49 cộng với 25. Để rèn luyện thêm các kỹ năng, các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.